Đã bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh này chưa? Đầu tháng thì là bà hoàng tiền tệ, chúa tể đô la, bậc thầy tiêu xài, kẻ hủy diệt polymer, nhưng mà cuối tháng thì mì gói cũng có ăn. Và đây là cách mà tôi tiết kiệm cuối tháng. Khăn giấy mới lau một lần bỏ đi uổng quá. Ây da, đau bụng quá. Hết dầu gội nữa rồi. Sao hết đúng lúc vậy trời? Còn dùng được 2 tuần nữa. Nice. Mình không nóng xíu nào hết. Phải tưởng tượng là mình đang ở Bắc Cực. Wow, thật là mát. Wow, cái nước này là nước băng tan, không phải mồ hôi. Wow, thật là mát. Mát quá. Ơi, thoải mái quá. Khoan, để đi thêm 5-6 lần nữa rồi dội luôn, đỡ tốn nước. Vẫn là tôi. Chán quá mày ơi, cuối tháng nghèo quá. Đi uống trà sữa không? Mấy giờ?